Alright, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với phần bài chữa của ngày hôm nay. Topic của chúng ta hôm nay đó là chocolate. Ok, mọi người để ý cái từ phát âm, cái phát âm của cái từ chocolate này giúp mình nhé. Mình thường Việt mình đọc mình dịch là sô cô la, và khi một số bạn học viên của mình phát âm cái từ này, người phát âm hay phát âm là chocolate, nhưng mà trọng âm của nó thì rơi vào âm tiết thứ nhất là cái từ chọc. Ok, cho âm rơi âm tiết thứ nhất. Thế nên cái âm mà collate lần sau mình sẽ âm nó lướt lướt đi đúng không? Nó sẽ thành collate thôi nhá. Nó sẽ không phải là collate đâu, nó sẽ âm K xong rồi L xong rồi late luôn đằng sau. Ok, thì nghe sẽ thành chocolate. Ok. Rồi, sô-cô-la thì là một cái chủ đề nó khá là lạ đúng không nào? Bởi vì mình không nghĩ là nhiều người chúng ta sẽ chuẩn bị trước tâm lý là đi vào phòng thi mình sẽ được hỏi về sô-cô-la. Ok. Mặc dù là nó là một cái món ăn cũng tương đối là phổ biến, nhưng mà không phải ai cũng biết về sô cô la đủ nhiều, hầu hết chúng ta chỉ có những kiến thức rất là cơ bản về nó thôi. Thế nên là mình vẫn hoàn toàn có thể sử dụng những cái kiến thức cơ bản đấy để trả lời những câu hỏi speaking part one một cách tương đối là đầy đủ, và mình không cần phải tìm hiểu quá kỹ về sô cô la thì làm từ cái hạt gì, rồi cách chế biến nó như nào, rồi trên thế giới có các loại sô cô la gì, mình không cần thiết phải biết nhiều như thế, nhưng mà mình cần biết những cái thứ rất là căn bản thôi. Và trong bài ngày trước khi chúng ta bắt đầu đến phần trả lời câu hỏi thì mình sẽ cùng lướt qua một số những cái đặc điểm của, rất là cơ bản của sô cô la mà mình nghĩ là chúng ta nên biết để đưa vào câu trả lời của mình. Ok, first of all, when we talk about chocolate, we need to know what it tastes like. Alright, what does chocolate taste like? What does chocolate taste like? Vị của sô cô la là những như thế nào? Nào mọi người, sô cô la có vị gì? Of course, nó có vị đắng đúng không? Chắc chắn rồi, sô cô la thì lúc nào cũng đắng, nhưng mà có phải lúc nào cũng đắng không nhỉ? Không đúng không? Có những loại sô cô la như kiểu sô cô la sữa hoặc là sô cô la trắng ấy, thì nó khá là ngọt đúng không? Ok, thế thì mình cũng chỉ cần biết đến thế thôi. Có những cái dạng lai tạp ở giữa thì mình không cần nhắc đến. Có hai cái mình sẽ nhắc đến trong cái phần vị của sô cô la, đó là white chocolate and dark chocolate. Ok. Đối với sô cô la trắng thì sao nhỉ? Sô cô la trắng thường làm từ cái gì hả mọi người? Có ai biết thêm thông tin gì có thể comment vào chat với mình được không? Sô cô la trắng thì tại sao nó lại có cái màu trắng đấy và vị của nó như thế nào? Ok. Thì nhìn chung thì nếu như mọi người ăn sô cô la trắng rồi thì mọi người sẽ có một số cái cảm nghĩ riêng của mọi người nhé, mà cá nhân mình thì mình thấy là sô cô la trắng thứ nhất là rất là ngọt, cực kỳ ngọt, và tùy vào cách chế biến của mọi người thôi, nhưng mà nhìn chung thì có một số lần mình ăn sô cô la trắng thì mình thấy nó mềm, nhưng mà tất nhiên là phải tùy vào cái món đấy nhé. Nếu ví dụ là nó là một thanh sô cô la nó không thể mềm được, nó rich, rich ở đây không phải là giàu có nhé, rich ở đây có nghĩa là béo, và creamy, creamy tức là có vị giống như cái kem ấy, giống như kem ấy, creamy, so it means it's soft, alright, ok. Còn đối với dark chocolate thì rõ ràng cái vị đặc trưng của nó là vị đắng, ok. Nhưng mà khi mà mình muốn nói là cái sô cô la này đắng hơn những cái sô cô la khác nhé, thì mình sẽ dùng cái từ strong, ok. It has a strong taste, hoặc là the taste of dark chocolate is much stronger than white chocolate. Ok. Cái vị nó đắng hơn thì mình sẽ dùng là strong taste nhá. Thế thì nó ngọt hơn thì sao? Cái vị nó dễ chịu hơn, nó ngọt hơn thì sao? Thì chúng ta sẽ dùng từ light nhá. Trái nghĩa với strong thì chúng ta có từ light. Ok, light taste. Ok. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về sô cô la ấy thì nếu mà chúng ta chỉ nói về những cái thanh sô cô la nguyên chất ấy, thì có thể là mình nghĩ là nó câu trả lời của mình sẽ bị hạn chế một chút, và những cái thanh sô cô la nguyên chất thì mình cũng chỉ biết đủ như thế về nó thôi, chứ mình cũng không biết gì nhiều hơn về những cái thanh sô cô la tương tự như thế đúng không? Nên là ngoài sô cô la nguyên chất ra thì bọn em có thể nhìn thấy sô cô la ở đâu nữa? Chúng ta có thể tìm thấy sô cô la trong các món ăn nào nữa? Which dish can chocolate be found in? Come on, guys. Sô cô la thường được sử dụng cho các món ăn nào? Bản thân mình thì mình rất là thích ăn kem sô cô la, cũng như là các cái bánh kem ấy, cái bánh cake ấy, những cái đồ ngọt.
mà có vị sô cô la mình rất là thích, bởi vì là cái vị đắng của sô cô la nó sẽ trung hòa cái vị ngọt ở trong các cái món ăn ngọt đấy, chẳng hạn như là cái cake thì vốn dĩ nó sẽ có kem, có bơ, có đường rồi, nên là cái bánh nó sẽ khá là ngọt, nên nếu có vị sô cô la nữa thì nó sẽ trung hòa hai cái vị đấy, mình sẽ nó sẽ ngon hơn đấy. Ok, thì tóm lại là chocolate, where can chocolate be found in, on which dish can chocolate be found, thì chúng ta sẽ có mình có ba cái từ như thế này. Thứ nhất là đây là bánh quy đúng không, bánh quy là gì ạ mọi người? Biscuits, right, or cookies, biscuits or cookies, they are both fine. In the second picture, we have ice cream, right, chocolate ice cream with some chocolate sauce, right. And on the last picture, we have chocolate cake with strawberries. These are all my favorite. What are yours? Đây là đều là những cái món ăn là mình thích. Thế thì mọi người thích cái món ăn gì mà có sô cô la ở trong? Ở đây thì mình nghĩ là đây mình đã nói đến gần hết những cái món gọi là món tráng miệng ạ, hoặc những cái món ngọt mà có sô cô la rồi. Nhưng mà trên thực tế thì sô cô la nó cũng có thể được dùng trong các món mặn nhé. Ok. Món mặn thì người ta sẽ dùng sô cô la làm sốt đấy. Mình chưa được ăn bao giờ nhưng mà mình cũng có thấy trên TV rồi. Ok. Rồi đến cái trong cái phần này á, thì mình muốn mọi người chú ý vào cái cụm từ to be found in, là có thể được tìm thấy trong. Có nghĩa là cái món gì đấy nó có sô cô la thế thôi. Thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là sô cô la có thể được tìm thấy trong cái món này. Alright. Thế thay vì việc mình nói là hầu hết các món ngọt hoặc là tất cả các món ngọt đều có thể sử dụng sô cô la. Ok, thì mình thay vì việc mình nói là all the sweet dishes can use chocolate, right? Mình không nói như thế, mình sẽ nói thành chocolate can be found in a variety of sweet dishes. Ok. Tương tự khi mình nói là sô cô la cũng có thể được dùng ở trong các cái món Âu hoặc là các cái món chính. Thì mình sẽ nói là chocolate based sauce is commonly found in Western cuisine. Là những cái sốt mà có mà được làm từ sô cô la thì thường được tìm thấy ở ẩm thực phương Tây. Thì nếu mình dịch là được tìm thấy á, thì có thể là sẽ hơi hơi nghe nó không xuôi lắm đúng không? Thì câu này trong tiếng Việt chúng ta nên dịch là gì mọi người? Mình dịch là rất phổ biến thôi cũng được, đúng rồi. Chocolate based sauce, những cái sốt sô cô la thì cũng rất là phổ biến ở trong cái ẩm thực của phương Tây. Alright, vì cụ thể như là France, okay, French cuisine, ẩm thực của Pháp thì người ta khá hay dùng cái chocolate sauce này. Alright, mình nghĩ là như vậy thôi. Thế là chúng ta đã đủ những cái kiến thức cơ bản nhất về sô cô la để chúng ta đủ để chúng ta đi trả lời câu hỏi trong bài ngày hôm nay rồi. Thế thì khi chúng ta nói về sô cô la, mọi người nhớ giúp mình hai điều thế này. Thứ nhất là sô cô la có thể là cái sô cô la nguyên bản đúng không, cái thanh sô cô la mà chỉ có sô cô la thôi, hoặc là nó có thể là những cái món ăn mà chứa sô cô la bên trong, ok, hoặc là những cái món ăn mà có vị sô cô la. Thì mình nghĩ là khi mà chúng ta nói về cái topic này, mình nói về cả hai cái nhóm đối tượng đấy, thì câu trả lời của mình nó sẽ dễ hơn và sẽ có nhiều thông tin để mình nói hơn. Alright. Now let's start answering some of our questions. We have four questions today. Number one, how often do you eat chocolate? What's your favorite flavor? Flavor là cái vị nhé. When was the first time you ate chocolate? Đâu là lần đầu tiên bạn ăn sô cô la khi nào? Is chocolate popular in Vietnam? Sô cô la ở Việt Nam có phổ biến không? Ok, now let's get to it. Chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi này nhé. The first question is how often do you eat chocolate? Thông thường khi chúng ta nhìn thấy cái từ how often này, chúng ta sẽ có xu hướng là muốn đưa ra những cái từ chỉ tần suất đúng không? I usually, I always, I often, seldom, rarely, hoặc là never. Nhưng mà mình hôm nay thì mình không muốn đi theo cái con đường cũ ấy nữa. Mình sẽ trả lời câu này theo một cách khác. Mình sẽ không dùng paraphrase, mình không dùng những cái từ đồng nghĩa của những cái trạng từ chỉ tần suất, mà mình đi trả lời theo một cách khác hẳn luôn. Ok, nào, nhưng mà nó vẫn liên quan đến how often. Ok, now let's see. The first part of my answer is this. It's a very simple question, very simple sentence. Well, I'm not really a big fan of chocolate. Perhaps because I don't have a sweet tooth. Ngay đầu tiên mình nói là mình không thích
sô cô la lắm. Và lý do mình đưa ra là có thể, perhaps là có thể nhé, có thể bởi vì mình không hảo ngọt, tức là cái tính mình không thích đồ ngọt đấy, thì mình sẽ dùng cái cụm từ là to have a sweet tooth. Mọi người để ý nhé, cái cụm từ to have a sweet tooth này nó được coi là idiomatic expression, tức là vai trò của nó tương đương với các cái idiom mà chúng ta có thể dùng trong bài ấy. Nên là mình nghĩ là cái cụm từ này là khá tốt và khá là dễ dùng, nên mọi người có thể ghi nhớ về nhà học lại nhé. Hôm nay thì mình sẽ không show vocab lên trên slide nữa, mình muốn mọi người nghe tập trung một chút, ghi chép lại. Và ở phần Q&A thì mình sẽ show lại tất cả cái vocab này một lần. Ok. Rồi, I'm not really a big fan of. So to be a big fan of something, it means you like it very much. Ok. Khi mình là một big fan of một cái của cái gì đấy thì có nghĩa là mình thích cái đấy rất là nhiều. Thì tôi không phải là thích sô cô la cho lắm, có lẽ là vì tôi không hảo ngọt, tôi không thích đồ ngọt. Ok. In speaking part 1, stopping your answers now is completely acceptable. Ok. Chúng ta dừng câu trả lời của chúng ta ngay tại đây cũng hoàn toàn chấp nhận được nhá. Nó không cần phải quá dài, thế này đã là chấp nhận được rồi. Ok, nhớ cho mình nhá. Nhưng mà ok, có lẽ một số bạn thì cảm thấy câu này nó hơi cộc, nên mình có thể extend thêm một chút. But I do enjoy eating cereals with chocolate milk. Ok, mình không thích sô-cô-la cho lắm, nhưng mà nếu mà nói đến các cái món ăn mà có vị sô-cô-la thì mình thích ăn ngũ cốc với cả sữa sô-cô-la, thế thôi. And that would be the end of my sentence. Alright, trong cái câu trả lời của mình thì nó không nhắc gì đến tần suất cả, nhưng mình cũng đã nói rất là rõ ràng là mình không thích ăn sô-cô-la rồi, và gần như và mình bảo là mình không hảo ngọt. Thế nên là cái ý của mình khi mình đưa câu trả lời này có nghĩa là mình gần như không bao giờ ăn sô-cô-la, chỉ trừ cái trường hợp là mình ăn sữa sô-cô-la với cả ngũ cốc thôi. Ok. Alright, but what if we do like chocolate? Chocolate is delicious, right? Chúng ta cũng thích ăn mà. Thế nên nếu chúng ta thích ăn thì câu trả lời thế nào? Alright, đây là câu trả lời của mình nhé. I've always enjoyed eating chocolate since I was small, but it used to be pretty costly. Từ trước đến giờ thì tôi vẫn thích ăn sô-cô-la, kể từ khi tôi còn là đứa bé cơ. Nhưng mà ngày xưa ấy, thì nó từng rất là đắt. Ok, chúng ta có cụm từ to used to be. Ok, used to be. Gốc của nó là used to thôi. Used to ở đây chúng ta có nghĩa là đã từng như thế nào nhé. Cụm từ used to ở đây có nghĩa là đã từng, thì có nghĩa là nó đã từng rất là đắt, nó đã từng như thế nhưng bây giờ nó không thế nữa nhé. Ok. Now, tiếp tục nhé. Now that I'm able to make my own money, I just go to the nearest convenience store to treat myself a bar of chocolate whenever I feel like it. Ok. Cái câu này thì có khá nhiều cái từ trông nó lạ đúng không, nhưng mà trong cái văn nói hoặc là mọi người xem phim hay mọi người xem nghe audio nhiều những cái cuộc hội thoại ngoài đời của người nước ngoài thì mọi người sẽ thấy những cái cụm từ này xuất hiện khá là nhiều. Ok, now that I'm able to make my own money, bây giờ thì bây giờ khi mà tôi đã có thể tự kiếm tiền rồi. Ok, thì cái cụm now that này nó mang nghĩa now của cái từ now thôi, là bây giờ thì tôi đã có thể kiếm tiền được rồi. Nhưng mà tại sao mình lại phải thêm cái that này vào? Thì cái này là một cái thói quen sử dụng ở trong văn nói, và thường là nó không quá phổ biến ở trong văn viết đâu nhé. Nhưng mà vẫn có thể sử dụng được, nó cũng không bị coi là quá informal. Thế thì cái cụm từ now that này mình sẽ dùng trong cái trường hợp nào? Các bạn tưởng tượng với mình như này. Now that là để mình giới thiệu ra một cái câu mà rõ ràng nó ở hiện tại rồi đúng không? Nó có từ now, rõ ràng là cái câu mình nêu ra sau cái cụm này nó phải là câu ở hiện tại. Nhưng mà nó giới thiệu một cái tình huống mới. Ok, khác với cái tình huống mà được nhắc đến lần trước đó. Alright, thế tình huống lần trước đấy mình nhắc đến là gì ạ? Ngày xưa mình còn bé thì sô-cô-la nó rất là đắt. Tình huống bây giờ là gì? Bây giờ thì tôi đã lớn, thế nên là tôi không quan tâm nó đắt hay rẻ nữa, mình thích thì mình đi ăn thôi. Ok. Alright, thế là đấy cách chúng ta dùng từ now that nhé. Ở phía dưới thì chúng ta có thêm một cái từ nữa, đó là whenever I feel like it. Cái cụm từ to feel like it, tức là tôi thích thôi, bất cứ lúc nào tôi thích. Mình có thể nói là whenever I like. Ok, cũng không sai, nhưng mà để cho thuận
với cái việc giao tiếp mà nó giống với một cái câu nói của người nước ngoài thì mình sẽ dùng là to feel like it. Ok. Chẳng hạn như mình sẽ thể dùng cái câu này trong những trường hợp khác như là what do you like to do today? Hôm nay bạn muốn làm gì? I feel like going swimming. Tôi cảm thấy là có vẻ là hôm nay đi bơi thì sẽ thích ấy. Tôi thấy tự nhiên tôi có một ý thích nhất thời xuất phát là going swimming. Ok, thế thì trong cái cụm từ này nghĩa của nó cũng vậy thôi. Whenever I feel like it là bất cứ khi nào tôi thích, và cái ý thích đấy là tự nhiên mình thèm thôi, tự nhiên mình nhất thời mình nghĩ đến thôi, chứ không phải là nó là cái sở thích quá lâu dài của mình. Ok, ý trong cái câu này của nó là như vậy. Alright, mình sẽ đọc lại câu này một lần nhé. Now that I'm able to make my own money, I just go to the nearest convenience store to treat myself a bar of chocolate whenever I feel like it. Bây giờ thì tôi đã có thể tự kiếm tiền được rồi, thế nên là tôi cứ đến cái cửa hàng tiện lợi gần nhất để đãi bản thân một cái thanh sô cô la bất cứ khi nào tôi thích, bất cứ khi nào tôi thấy thèm. Ok, chúng ta có cụm từ nữa mình không highlight ở đây là to treat myself something. It means to do something nice to yourself. Ok, buy yourself something nice, something that you want, mua cho mình một cái gì mình thích, tự đãi bản thân một cái món ăn nào đấy mà mình thích ăn. Ok. Alright, so trong câu này mình cũng không nói về một cái từ chỉ tần suất quá rõ rệt, nhưng mà mình nói là whenever I feel like it, là bất cứ khi nào tôi thích thì tôi ăn. Ok, thì đấy cũng là một cách để chúng ta nói về tần suất nhé. Không cần thiết lúc nào cũng phải always, usually, never hay gì đấy đâu. Ok. Ok. How's it? Mình sẽ dừng câu này, pause câu này chậm lại một chút để mọi người ghi chép cũng như là các màn hình cái phần trả lời của mình. Và như như hôm nay mình đã nói trước ấy, là mình sẽ không đưa cái vocab này lên bảng đâu, mình sẽ chỉ giải thích ý nghĩa của nó, và nhiệm vụ của mọi người là ghi chép từ vựng nhá. Thì như thế chúng ta sẽ chủ động hơn trong quá trình học của mình, để có thể chúng ta sẽ nhớ cái từ này tốt hơn. Right. I've always enjoyed eating chocolate since I was small, but it used to be pretty costly. Now that I'm able to make my own money, I just go to the nearest convenience store to treat myself a bar of chocolate whenever I feel like it. Good enough. Ok, rồi. Nhưng mà đây là các buổi chữa bài speaking mà mình lại không nói về vấn đề phát âm thì có lẽ là hơi thiếu sót đúng không? Ok, thì trong 30 phút ngắn ngủi của mình thì mình không thể nào mà rèn cho mọi người phát âm của từng âm một, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn mọi người một số cái tips để chúng ta phát âm tốt hơn nhé. Thứ nhất này, nếu mọi người để ý thì khi mình trả lời câu hỏi này thì cái hơi của mình cố gắng duy trì nó khá là dài, và mình sẽ không ngắt hơi khi mà cái ý của mình nó chưa hoàn thiện. Alright, cụ thể khi bạn nhìn vào trên slide một chút cho mình nhé, thì thứ nhất này, cái câu ngay đầu tiên, I've always enjoyed eating chocolate since I was small. Đây là một câu ý trọn vẹn, thế nên mình sẽ phải phát âm nó đầy đủ, mình không được ngắt cái hơi của mình. Cái hơi của mình nó phải liên tục, không được phép ngừng một tí nào trong cái vế đầu tiên của câu này. Ở cái vế thứ hai là but it used to be pretty costly, mình cũng sẽ như vậy nhá. Mình cũng từ but này đến costly này, tất cả các từ này mình sẽ phát âm nó ra, mình sẽ nói nó ra một cách đều hơi, và mình sẽ không ngắt cái hơi của mình ở giữa. This is how it sounds like. I've always enjoyed eating chocolate since I was small, but it used to be pretty costly. Ok, chúng ta hãy cố gắng phát âm chỉ trong một hơi thôi thì chúng ta sẽ có được cái fluency, sẽ có cái độ lưu loát nhất định. Và một cái nữa, nó rất là tốt. Đó là nếu như chúng ta phát âm chậm, đủ chậm và đủ rõ và đủ đầy hơi, và không cái hơi của chúng ta không bị ngắt ấy, thì tự nhiên chúng ta sẽ có được những cái linking sound, những cái âm nối. Ví dụ mình làm cái này nhá, mình không quan tâm là các cái âm nó kết thúc bằng cái gì hay là nó bắt đầu bằng cái gì, mình chỉ nhìn vào từng từ phát âm thật chậm rãi để đảm bảo là tất cả những cái âm đầu và âm cuối của các từ này mình phát âm nó rõ ràng ra, thế thôi, là mình sẽ tự có cái nối âm. Ok, this is how it sounds like. I've always enjoyed eating chocolate since I was small, but it used to be pretty costly. Ok, mình chỉ phát âm chậm và đều hơi thôi, nhưng mà tự nhiên mình đã có cái linking ở chỗ always enjoyed rồi. Right? Always enjoyed. Always enjoyed. Chúng ta
chúng ta không cần phải biết lý thuyết về linking word là gì, mình phát âm đúng và ghép hai cái từ này lại nhau liền một hơi, hơi của mình không bị ngắt, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái oasis joint. Ok, that's one way for you guys to practice. Chú ý giúp mình này, khi mọi người luyện tập ở nhà ấy, ví dụ mọi người đã viết ra một câu trả lời như thế này rồi, thì thứ nhất đầu tiên ấy là xác định cho mình xem là cái câu văn mình viết ra ấy, mình có thể ngắt hơi ở những chỗ nào là những phần ý chính, những chỗ nào là các cái cụm ý nó phải đi liền với nhau, mình không được phép dừng lại ở giữa. Ok, sau đó thì mọi người hãy tập phát âm, nhưng phát âm chậm giúp mình thôi, phát âm cực kỳ chậm thôi, và hãy tập sử dụng nhiều hơi hơn. Ok, có một cái mẹo, một cái cách luyện tập mà mình cũng đã được giới thiệu, đó là one breath technique, là khi mà chúng ta nói tất cả những cái gì mình đọc bằng một hơi thở thôi. Ok, ví dụ cách luyện tập chúng ta như thế này, ví dụ mình vẫn lấy cái câu như thế này nhé. Đầu tiên khi mình nói ấy, thì mình sẽ chỉ nói một cái cụm từ rất là ngắn thôi, ví dụ như là I've always. Ok, mình sẽ nói hai cái từ đầu tiên này, I've always, nhưng mình sẽ dùng tất cả cái hơi của mình để nói hai cái từ đấy. Ok, thế nên là nghe nó sẽ hơi kỳ một chút, nghe nó sẽ rất là dè dài và lê thê, nghe như thế này. Deep breath, hít thở sâu. Vụ à, tức là cái vai trò của cách luyện tập này là nó sẽ giúp cho chúng ta làm quen với việc sử dụng nhiều hơi, và chúng ta phát âm một cách chậm rãi để đảm bảo là tất cả các âm chúng ta sẽ đều phát âm ra được. Ok, sau khi chúng ta đã làm một hai lần với cái kiểu I rồi á, thì bắt đầu tăng số từ lên, tăng số từ dần dần lên. Chúng ta sẽ để nói là I always enjoy eating chocolate. Ok, sau đây mình sẽ tăng dần lên, và chúng ta cứ mỗi một lần chúng ta tăng lên, chúng ta luyện tập khoảng vài ba lần như vậy, để đến cuối cùng chúng ta có thể nói được nguyên tất cả những cái gì mình đang viết trên slide này trong cùng một hơi. Thế nên nếu mà chúng ta phát âm nó trong cùng một hơi, nghe là như thế này. I've always enjoyed eating chocolate since I was small, but it used to be pretty costly. Now that I'm able to make my own money, I just go to the nearest convenience store to treat myself a bar of chocolate whenever I feel like it. Ok, cứ cố gắng luyện tập đi, và dần dần mình nghĩ là đến một cách luyện tập rất là hay để chúng ta vừa không bị phát âm tiếng Việt, tức là phát âm có cái dấu ấy trong tiếng Việt ấy, mà chúng ta cũng cũng luyện tập được cái việc sử dụng hơi là thứ hai, và thứ ba là chúng ta luyện tập được linking sounds. Ok, so that's very very important. Okay, it's a very important technique. So I hope that you guys will use that to practice your pronunciation at home. Okay? All right, let's move on to the next question. What's your favorite flavor? Cái vị mà mình thích là gì? Thì thật ra nhé, khi mà nói về chocolate thì nó chỉ có hai cái loại chính mà mình nghĩ là mọi người thường biết, đấy là white chocolate và dark chocolate thôi. Có thể mọi người sẽ biết thêm cái từ milk chocolate nữa, sô cô la sữa nữa. Ok, thì mình sẽ chỉ dựa trên những cái từ đấy thôi, chúng ta không cần phải làm gì cầu kỳ cả. Mình thích ăn loại gì, mình thích cái vị gì, thế thôi. Ok, so this is how I answer the question. I prefer dark chocolate to milk chocolate because I enjoy the distinctive bitter taste of it. Just the mention of it makes my mouth water. Ok, đi thi trả lời nó như thế này, hai câu thế này thôi, hoàn toàn đủ nhá. Rồi, phân tích câu này một chút. Tôi thích dark chocolate hơn là milk chocolate. Tôi thích sô cô la đen hơn là sô cô la sữa. Thì chúng ta có cụm từ prefer something to something. Because I enjoy the distinctive bitter taste of it. Bởi vì mình thích cái gì đấy? Distinctive bitter taste. Khi chúng ta có một cụm từ dài thế này thì cứ dịch nó từ cuối nhá. Taste là cái vị này, đắng là bitter là đắng này, và distinctive nó có nghĩa là đặc trưng, chỉ có mình nó mới có thôi. Ok, tức là câu này mình nói là tôi thích sô cô la đen hay sô cô la sữa bởi vì tôi thích cái vị đắng đặc trưng của nó. Ok, cái câu đằng sau này thì mình nghĩ là mọi người có thể học thuộc lòng luôn, và khi mà mọi người nói về cái món ăn gì mọi người thích ấy, mọi người có thể dùng cái cụm từ này, dùng cái câu này. Just the mention of it makes my mouth water. Ok,
thì danh từ chủ ngữ của chúng ta là the mention of it. Mention là nhắc đến, thì danh từ của mention nó có nghĩa là chỉ nhắc đến nó thôi, cái sự nhắc đến ấy, ở cái việc nhắc đến cái món ăn này makes khiến cho my mouth, mồm của tôi water chảy dãi. Ok, chỉ nhắc đến nó thôi đã làm tôi chảy nước dãi rồi. Nếu mà dịch cả chảy nước dãi nghe nó hơi hơi thô nhỉ, mình dịch cả gì bây giờ? Chảy nước miếng. Ok, chỉ nhắc về nó thôi cũng đủ khiến cho tôi chảy nước miếng rồi. Ok, có nghĩa là mình rất là thích ăn cái vị cái sô cô la đen mà có vị đắng đặc trưng như thế này. Ok, trong câu này thì mình có thể là muốn extend nó ra một chút. Mình hoàn toàn có thể dừng nó ở phía trên nhá, không cần thiết phải kéo dài ra xuống dưới đâu, nhưng mà mình muốn kéo thêm, nói thêm một chút nữa. Đó là dark chocolate thì nó có thể sử dụng vào món ăn gì không? Nếu như mà nó có làm vào, có người ta có dùng dark chocolate vào làm một món ăn nào đó thì mình có thích cái món ăn đấy không? Ok, mình sẽ nêu ra một món ăn cụ thể mà làm từ dark chocolate mà mình rất là thích. Alright, thì mình sẽ sử dụng cái từ all time favorite. All time favorite, all time là mọi thời đại, favorite là thích thôi. Thì my all time favorite dessert, cái món tráng miệng mà tôi thích nhất mọi thời đại, is chocolate lava cake. Chocolate lava cake made from dark chocolate. Ok, cái món tráng miệng ngon nhất mọi thời đại mà tôi thích đấy là chocolate lava cake mà làm từ dark chocolate. I've never had the chance to try it actually, but I've seen it multiple times on the MasterChef series. Thì cá nhân mình thì mình chưa bao giờ có cơ hội được thử cái món này, nhưng mà mình đã thấy nó khá là nhiều lần trên cái series MasterChef rồi. Thì cái, mọi người có biết chocolate lava cake là gì không? Lava là cái dung nham ấy. Ok, thế thì chocolate lava cake là cái bánh sô cô la mà khi mình cắt ra ấy, thì cái sô cô la bên trong nó vẫn đang chảy ra. Ok, trông rất là ngon. Alright, that's my answer. What's yours? What's your favorite top? What's your favorite flavor? What's your favorite flavor? Guys, what's your favorite flavor? Cái vị mọi người thích là gì? Vì sao? Type câu trả lời ra nhá. Cố gắng type nhanh nhá. Mình sẽ khi mọi người chat lên thì mình sẽ copy nó ra Word để cuối cái phần Q&A mình sẽ chữa lại. Ok, alright, let's move on. Where was... Ok, quay trở lại một tí cho mọi người cắt màn hình và ghi từ vựng. Ok, distinctive là đặc trưng, bitter là đắng, taste là vị. The distinctive bitter taste có nghĩa là vị đắng đặc trưng. All time favorite có nghĩa là thích cái món tráng miệng ưa thích nhất mọi thời đại. Ok, là cái mình thích nhất thôi. Alright, multiple là nhiều nhé. Multiple có nghĩa là nhiều. Multiple times là nhiều lần. Ok, next question. When was the first time you ate chocolate? Lần đầu tiên mình ăn sô-cô-la là khi nào? Ok, câu này thì mình nghĩ là mỗi người chúng ta sẽ có một cái kỷ niệm riêng, đúng không? Một cái trải nghiệm riêng với việc ăn sô-cô-la. Nhưng mà chẳng hạn nếu trước phòng thi mình không kịp nhớ thì mình làm nào? Ok, mình không kịp nhớ ra, mình không thể nhớ ra nổi là lần đầu tiên mình ăn là khi nào. Thì thứ nhất, mình có thể nói là mình không nhớ được. Sô-cô-la thì từ xưa đến nay, từ khi mình đẻ ra, nó là một món ăn rất là phổ biến rồi. Thế nên là mình cũng không thể nhớ được lần đầu mình ăn sô-cô-la khi nào. Có thể là khi lúc đấy mình bé, bố mẹ mình cho mình ăn sô-cô-la, mình cũng không biết nữa luôn, không nhớ được luôn. Ok, nhưng mà mình cũng chỉ có thể gọi là nói khái quát là mình ăn sô-cô-la từ lúc mình còn rất là bé. Thế thôi. Nhưng mà trong những trường hợp mà mọi người lại không thích trả lời theo kiểu đấy, không thích trả lời theo kiểu là mình không nhớ được, mà mọi người muốn bịa ra một cái thông tin nhỏ nhỏ là ngày xưa mình ăn lúc nào, thì ok, chúng ta hoàn toàn có thể bịa được nhá. Ok, thế thì xem nào, đây là first time. Ok, lần đầu tiên ăn sô-cô-la. Cá nhân mình nghĩ là cái món sô-cô-la nó cũng là phổ biến từ lâu rồi. Thế nên là cái lần đầu mình ăn sô-cô-la có khi là mình là hồi đấy là mình còn bé, đúng không? Mình còn bé xíu ấy. Thì đã bé như thế thì ai mua sô-cô-la cho mà ăn,
là bố mẹ mình mua đúng không? Ok, thế thì mình nói như thế thôi. Lần đầu tiên mình ăn sô-cô-la khi mình còn bé, bố mẹ mình mua cho mình sô-cô-la để mình ăn. Ok, cụ thể hơn nữa mua sô-cô-la vào dịp gì? Có thể là trong một cái bữa tiệc sinh nhật mình được ăn sô-cô-la chẳng hạn, được được một ai đấy tặng sô-cô-la cho chẳng hạn. Ok, bịa nhưng mà mình có một số những cái thông tin chi tiết một chút, nghe cho câu trả lời của nó chi tiết và nó thuyết phục hơn. Alright, rồi thế thì đây là cái câu trả lời của mình. Khi mình phải nói về những cái thứ về quá khứ nhá, khi mình phải sử dụng trí nhớ của mình để trả lời một câu hỏi nào đấy, thì mình sẽ dùng cái mẫu câu như thế này: To the best of my recollection, hoặc là if my memory serves me right. Mình đã dùng cái câu if my memory serves me right này một vài lần rồi, ít nhất là một lần rồi nếu mình không nhầm, ở trong cái khóa IELTS Speaking Free này. Thì có nghĩa cái hai cả hai cái cụm từ này nó đều có nghĩa là nếu tôi nhớ không nhầm thì. Ok, to the best of my recollection or if my memory serves me right. Để cho mọi người dễ nhớ nhé, thì mọi người có thể hiểu cái nghĩa gốc của những cái từ ở trong này. My recollection, so recollection là cái hành động nhớ lại một cái việc gì trong quá khứ. So to the best of my recollection, theo cái khả năng nhớ tốt nhất của tôi thì đại khái là nếu tôi nhớ không nhầm, đúng không? Còn cái cụm thứ hai, if my memory serves me right, nếu như trí nhớ của tôi phục vụ tôi đúng cách. Ok, thì có nghĩa là nếu tôi nhớ không nhầm. Alright, cả hai cụm từ này đều có nghĩa như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì I was first given a bar of chocolate when I was around 6 or 7 years old. Tôi đã được cho một cái thanh sô cô la khi mà tôi khoảng 6 và 7 tuổi. Câu này rất là đơn giản, không có vấn đề gì đúng không? Sau đấy thì mình sẽ nói cụ thể hơn là trong hoàn cảnh nào ai ai mang mua sô cô la cho mình và vì sao người ta lại mua đúng không? At that time, my father has just been back from a business trip and he brought me chocolate as a present. Vào thời điểm đấy thì bố tôi vừa mới trở về từ một cái chuyến công tác xa nhà và bố tôi đã mang về cho tôi sô cô la như là quà. Ok, đã mang sô cô la về làm quà cho tôi. Alright, thế thôi. Khi mọi người đưa ra câu trả lời của mọi người thì thứ nhất là sẽ có một số thứ là mình cần mọi người áp dụng được, đó là cái hai cụm từ đầu tiên, một trong hai thôi nhá: to the best of my recollection or if my memory serves me right. Ok, rồi trong phần trả lời trực tiếp thì mình cần mọi người phải nêu cụ thể được ra, hoặc là khái quát cũng được, ám chừng thôi cũng được, là mình ăn sô cô la lần đầu tiên vào khoảng thời gian nào. Alright, và ở phần đằng sau khi mọi người muốn kéo dài câu trả lời này ra, đưa thêm chi tiết cho nó, thì hãy chú ý đến các chi tiết quan trọng như là ai là người đưa cho mình sô cô la, ai là người mang cho mình sô cô la, hoặc là ai là người đưa mình đi ăn sô cô la chẳng hạn, và trong dịp nào. Thế thôi, mình nghĩ như vậy là quá đủ cho một câu trả lời rồi. Ok, nào một chút thời gian để mọi người cắt màn hình nhá. Và để viết câu trả lời của mọi người luôn, hãy viết cho mình, kể cho mình về lần đầu tiên mọi người ăn sô cô la đi. Có thể là có ai ở đây chưa bao giờ được ăn sô cô la không? Nếu mà chưa ăn cái thỏi, cái thanh sô cô la, hoặc cái thỏi sô cô la thì mình cũng nghĩ là không phải là điều quá bất ngờ đâu, bởi vì không phải ai cũng cũng có điều kiện, hoặc là không phải ai cũng thích ăn cái món đấy. Nhưng mà ăn những cái thứ mà có vị sô cô la thì cũng nghĩa là khá là nhiều, nên là trong cái câu trả lời này mọi người có thể đánh lạc hướng, mọi người có thể lái 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 sang những cái món ăn mà có vị sô cô la, ví dụ như là chocolate ice cream or chocolate cake. I think it's still acceptable, vẫn chấp nhận được. Ok, let's move on. And this is it our last question? The question is chocolate popular in Vietnam? This is our third question. Sô cô la ở Việt Nam phổ biến không? Thì dĩ nhiên là nó rất phổ biến rồi. Ngày nay thì chắc chắn nó rất phổ biến. Nhưng mà mình thích khi mà mình nói thì mình thích cái câu trả lời của mình có nhiều ý, mà những cái ý đấy nó phải không liên quan gì đến nhau cơ, nó tức là nó không bị chồng chéo lên nhau ấy, để cho mình nói cho nó dễ, mình có nhiều thứ để mình nói. Thế nên trong câu này, trước khi mình nói về ngày nay nó phổ biến như thế nào, mình sẽ đề cập đến ngày xưa một chút, tức là ngày xưa sô cô la ở Việt Nam thì không hề phổ biến. Ok, thế thôi. Is chocolate popular in Vietnam? Yes, of course they are popular. Nói một chút về quá khứ nhá. When I was a kid, chocolate used to be quite rare and was considered a high-end or fancy food. Tất nhiên là sô cô la ở Việt Nam phổ biến rồi, nhưng mà khi mình còn là một đứa bé thì
sô cô la từng rất là hiếm và được coi là một cái món ăn sang trọng đi, đắt tiền đi, fancy food hoặc là high end food, một món ăn đắt tiền. Ok, đấy là về quá khứ nhé. Mình nói cái phần này ra chỉ đơn giản là để cho câu trả lời của mình nó có hai ý, về một cái về quá khứ, một cái về hiện tại, và nó dài hơn thôi. Ok, phần còn lại thì mình sẽ nói về hiện tại. But now it's become much more popular. Chú ý cho mình ở đây một chút là cái chỗ phẩy S của mình ở đây không phải là it is become đâu nhé. It is become thì sai ngữ pháp quá đúng không? It has become. Nó đã trở thành. Đây là chỗ mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Và cái từ has đấy mình có thể viết tắt nó đi thành phẩy S. Ok. But now it's become much more popular. Hoặc là mọi người cẩn thận thì mọi người sửa giúp mình là it has become cho mọi người đỡ nhầm nhé. Mình sẽ sửa luôn vào đây. Alright. But now it has become much more popular. Chocolate bars of international brands can be found in almost every retail store. Sau khi mình nói là nó đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều rồi thì mình cũng phải nói được là nó phổ biến như thế nào đúng không? Biểu hiện của sự phổ biến là gì? Biểu hiện của sự phổ biến là đi đến cửa hàng tiện lợi nào, đi với bất cứ cửa hàng bán lẻ nào cũng có thể tìm thấy một cái thanh sô cô la. Ok, thì mình sẽ lại dùng cả can be found, cái cấu trúc mà mình nói với mọi người ở đầu buổi ấy, đúng không? Chocolate bars of international brands, những cái thanh sô cô la mà thuộc những cái nhãn hiệu quốc tế có thể được tìm thấy ở hầu hết tất cả các cái cửa hàng bán lẻ. Retail store là cửa hàng bán lẻ, hoặc là mọi người thích thay nó thành convenience store là cửa hàng tiện lợi, ví dụ như là kiểu như là Circle K hoặc là Shop and Go ngày xưa ấy, thì cũng được. Hoặc là Vinmart, chúng ta cũng thể coi nó là một dạng convenience store. Ok, mọi người đi mình đi Vinmart hoặc là Circle K ấy, mình hay bị cái thói quen là nếu mà mình mua tiền mà nó không không chẵn ấy, nó không kiểu 70.000, 100.000 mà nó cứ kiểu lửng lơ khoảng năm mấy sáu mấy, nó không biết, nó không tròn tiền ấy, thì mình hay mua thêm mấy cái thứ nhỏ nhỏ người ta để ở chỗ quầy tính tiền ấy, hay có mấy cái thanh kiểu KitKat hoặc là mấy cái thanh sô cô la ấy, thì mình cũng hay mua cái đấy, mua để đem cho học sinh. Chứ cũng ít khi mình ăn, mình không thích đồ ngọt cho lắm. Mình thích ăn bim bim thôi, nếu mà gọi là đồ snack các thứ. Alright, next one. Is it okay? Okay, chưa đủ đâu, đúng không? Cảm giác chưa đủ. Bởi vì là sô cô la thì mình không thể chỉ nói về cái thanh sô cô la mà người ta hay bán ở những cái cửa hàng tiện lợi được. Sô cô la còn là một món quà đúng không? Trong những ngày nghệ lễ Valentine's, ngày 14 tháng 2 đấy, thì sô cô la được bán rất là nhiều đúng không? Mình đã từng đi mua sô cô la vào ngày Valentine's một lần rồi và cảnh tượng thật sự là hỗn loạn luôn. Bởi vì mình, hầu hết thì là đúng ra thì khi mà mọi người đi mua trước ấy, mua trước cái ngày mọi người cần tặng ấy, thì nó sẽ nhiều đồ hơn đúng không? Nó sẽ nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng mà không biết là có cái đây có phải là điểm chung của tất cả các cái, không phải tất cả mà của nhiều bạn nam không, đấy là thường là đến sát cái ngày đấy hoặc là đúng cái ngày đấy mới vắt chân lên cổ đi mua. Thì mình có đi mua một lần và kiểu mình đi qua ba cái cửa hàng ấy thì hai trong số ba cái đấy là đã hết hàng hoặc là đã không còn cái gì để bán nữa rồi, hoặc là chỉ còn một số những cái mẫu mà những cái hộp sô cô la mà nó không được ai chọn thì nó còn thừa thôi. Thế là mình đã cuối cùng mình phải đi đến một cửa hàng thứ ba. Cửa hàng thứ ba thì nó cũng sắp hết nhưng mà ông chủ rất là kiểu nhiệt tình, đã kiểu an ủi mọi người và kiểu cho mọi người an tâm là nhà hàng hàng về vừa hàng vừa về từ sáng hôm nay, có rất nhiều đang đóng hộp ở trên kia các thứ. Thế là mọi người phải chờ rất là lâu, mà khi mọi người chờ lâu thì người ta bị sốt ruột đấy, rất là đông nhé, phải khoảng mấy chục người ấy, cứ đứng trong cái cửa hàng đấy, xong rồi đến lúc mà bắt đầu có đồ để người ta bán ấy, thì mọi người bắt đầu kiểu hơi tranh nhau, hơi chen nhau một tí ấy. Là mình thấy cái kỷ niệm đi mua sô cô la ngày Valentine của mình nó hơi bị, nó không không được êm đềm cho lắm. Không biết là ở đây có ai hay đi mua sô cô la để tặng người khác không? Ok, ở trong cái phần tiếp theo của câu trả lời của mình sẽ nhắc đến cái việc tặng quà về sô cô la đúng không? Bởi vì
đấy cũng là một cái yếu tố để bổ sung ý nghĩa cho cái sự phổ biến của sô cô la ở Việt Nam mà, đúng không? Mình sẽ nhắc về cái việc sô cô la được dùng để tặng quà, và mình cũng sẽ nhắc về cái việc là sô cô la được dùng trong các cái món ăn khác nữa. Ok, thì câu trả lời của mình sẽ có thêm một cái phần nữa như sau: Chocolate of higher quality is often chosen by the male to give to their loved ones on special occasions, like Valentine's Day or Women's Day. Ok, chúng ta có cụm từ là to be, không phải to be, là of higher quality, là có chất lượng cao. Chocolate of higher quality, sô cô la chất lượng cao, thì thường được chọn bởi nam giới để tặng cho người mình yêu trong những cái ngày dịp đặc biệt như là Valentine's Day hoặc là Women's Day. Ok, special occasions là các cái dịp đặc biệt, và chúng ta sẽ đi với giới từ on nhé, on special occasion. Ok, mình chỉ nói câu này đơn giản như thế thôi. Những cái sô cô la ở chất lượng cao thì thường được chọn để làm quà tặng. Ok, ở đây cũng mình nói cụ thể ra là được chọn bởi đàn ông, đúng không? Bởi nam giới để tặng người yêu trong những cái dịp đặc biệt như là ngày lễ tình nhân hoặc là ngày phụ nữ. Ở phần thứ hai, mình sẽ nói về việc chocolate được sử dụng cho các món ăn khác, thì mình có dùng cụm từ là chocolate also goes with many other ingredients. To go with something là đi kèm với, tức là có thể đi kèm với các cái nguyên liệu khác. Sô cô la cũng có thể đi kèm cùng với các nguyên liệu khác. Ở Việt Nam thì chúng ta có In Vietnam we have milk tea, cake, biscuits and many other sweet dishes with chocolate flavor. Ok, ở Việt Nam chúng ta có trà sữa này, có bánh ngọt này, có bánh quy và rất nhiều các món ăn ngọt khác với cái vị sô cô la with chocolate flavor. Ok, thế thì nguyên câu trả lời của mình từ đầu đến giờ sẽ như sau. Mình sẽ để cái này lại một chút cho mọi người đọc và mọi người cắt màn hình hay là ghi lại từ mới cho mình. 2 phút thôi nhá, bây giờ để chúng ta chuyển sang cái phần. Ok, 2 phút thôi, để chúng ta chuyển sang cái phần còn lại của bạn, những cái phần Q&A khác nữa. Ok, nguyên câu trả lời từ đầu của mình nó sẽ như sau, mình sẽ đọc lại câu trả lời của mình từ đầu nhé. Câu hỏi là Is chocolate popular in Vietnam? Yes, of course. When I was a kid, chocolate used to be quite rare and was considered a high-end food. But now it has become much more popular. Chocolate bars of international brands can be found in almost every retail store. Chocolate of higher quality is often chosen by the male to give to their loved ones on special occasions like Valentine's Day or Women's Day, and chocolate also goes with many other ingredients. In Vietnam, we have milk tea, cake, biscuits, and many other sweet dishes with chocolate flavor. Sounds good. Một câu trả lời khá là dài đúng không? Ok. Trên thực tế thì mọi người trả lời, mọi người không cần phải trả lời dài như mình đâu nhé. Mọi người có thể trả lời ngắn như là cái phần ở trước này thôi. Chỉ thế này thôi cũng được. Ok. Chỉ mỗi cái phần một cái phần như thế này, hoặc là mọi người không có cái phần nói về quá khứ, mọi người nói riêng cái hiện tại là chocolate đang rất là phổ biến và chocolate bars of international brands can be found in almost every retail store. Như thế thôi đã là đủ rồi. Câu trả lời part 1 thì tối thiểu mình cần mọi người trả lời nó trong khoảng 1 đến 2 câu thôi. Đã là đạt cái yêu cầu rồi. Còn nếu mọi người có thể trả lời được dài hơn, như là ví dụ như là thêm 2 cái phần này vào thì quá tốt rồi. Ok. Alright. Thank you very much. That'll be the end of our live stream session.
Đấy là phần chữa bài vừa rồi của mình. Thì trong cái phần topic liên quan đến chocolate này thì nhớ giúp mình là mình không cần phải biết quá nhiều về nó, nhưng mà cơ bản ít nhất thì cũng phải biết là cái chocolate nó taste như thế nào, what does chocolate taste like, vị của nó như thế nào, và nó thường được dùng trong các món ăn nào nữa. Thì cái việc mà trả lời về cả sô cô la nguyên bản, cái thanh sô cô la nguyên bản lẫn những cái món ăn mà có chứa cái vị sô cô la bên trong đấy, nó là một cách để giúp chúng ta linh hoạt hơn trong cái câu trả lời của mình, cũng như là câu trả lời của mọi người sẽ có thể có nhiều ý để mọi người khai thác hơn. Ok, thank you very much. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần Q&A, và như lúc trước mình nói trong phần Q&A, bên cạnh việc trả lời những cái thắc mắc của mọi người và chữa những câu trả lời của mọi người, thì mình sẽ show cái phần vocabulary, những cái từ vựng mà mọi người cần nhớ trong cái bài này để mọi người review lại một lần. Ok nào.